tiếng ca rộn vang chào mừng một ngày mới đã vừa sang. Hát vang la 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 là một khúc ca cho mỗi nhà. Hãy đến cùng tôi người ơi, mình trao cho nhau biết bao nụ cười. Yeah yeah, có đâu xa xôi tình thân, ở cạnh bên ngay mình thôi. Sớm mong có nhau mình cùng sẽ chia hết bao vui buồn dâu đôi khi ta giận hờn. Hiểu làm nhau cho nhau biết bao là thăng trầm. Xa không bằng lá trên gần, đi nơi đâu cũng cần có người thân, chẳng phải dù tiền cùng một nơi sinh ra, nhưng tối lửa tắt đèn có đâu xa. Bà con xa không bằng lá trên gần, đi nơi đâu cũng cần có người thân, chẳng phải dù tiền cùng một nơi sinh ra, nhưng tối lửa tắt đèn có đâu xa. Ủa, chị Lan. Ừ, chào em. Chào chị. Đi học mới về hả? Mới về hả? Trời ơi, không phải đi học riêng không đâu. Em là đi thu thập tin tức đó. Trời đất ơi, bà còn nhỏ xíu à. Bà không lo bà đi học, bà đã thu thập tin tức. Trời ơi, chứ sao chị? Mãi vụ gì? Làm gì vậy? Chuyện này dữ lắm. Không có nói đâu. Dữ lắm hả? Ê, nói nghe nè. Mình đi học, mình lo mình tập trung mình học nha. Chứ mình lo mấy cái chuyện đó, đi học á, nó học nó không có vô được cái đầu mình á, em hiểu không? Trời, em vô chứ chị, trời. Vô hết á. Vô là giờ tao thấy cái mặt mày, tao thấy vô rồi đó. Hiểu không? Dạ, đi học á thì kiến thức em trao dồi, nhưng mà tin tức á là em thu thập. Kiến thức em trao dồi, tin tức em thu thập. Dạ. Rồi bà thu thập được cái gì, kể nghe coi. Bà chị, em kể chị chuyện này, chị đừng nói ai nghe nghe. Nhỏ kể như kể chuyện ma, cái gì nói giọng dạc, mình gái lớn rồi, nói chuyện phải to, rõ, đàng hoàng, nói đi. Dạ. Chị giữ bí mật cho. Hiểm đấy, chị dễ thương em mới nói đó nghe. Trời, nhỏ này khéo nhìn nha, chị thiệt nha. Ở cái xóm dạ. này, cái chung cư này nè, ai mà có cái chuyện buồn, chuyện vui gì cũng kiếm chị hết trơn á. Chị là cái người kín miệng. Thiệt hả? Yeah. Chị nói thiệt, em nói đi, không bao giờ lọt tới tay ai hết trơn. Tùng Khang có rớt, ngồi ngắm nhỏ đó suốt trong giờ học á. Thằng này sao khùng thế ta? Nó nghe nè, ở nhà bộ nó bị bỏ đói hả? Sao vậy? Đi học đem cà rốt theo làm chi? Cà rốt gì? Cà rốt. Rớt. Rớt. Chị ơi, vậy? Cái từ đó mình nói cái gì mà mình nói nó nhẹ lại được không? Nó là cái gì? Là người thương thầm của Tùng Khang đó chị. À, là cái người mà cái Tùng Khang để ý. Đúng. Trời ơi, nói đại vậy đi, chờ cái gì mà rít gì mà vô trong mặt người ta vậy? Đó. Dạ em biết, cảm nhận rồi. À, mà chị, chưa hết đâu. Nó còn lấy bánh, lấy đồ á, lấy bỏ vô học bàn của nhỏ đó đó. Mà nó bỏ cái gì vô học bàn? Trời ơi, bún đậu mắm tôm. Trời, cái thằng này dở nữa. Trời ơi, cô gái lần đầu để ý người ta, bỏ cái gì thơm thơm vô, bỏ bún đậu mắm tôm gì đâu mà nghe vậy. Mà thích cuộc tình này nó thúi rồi, thú quắc rồi. Thúi quắc hả chị? Ừ, cuộc tình thúi quắc rồi. Chị mà dở quá. Chị này nó chết. Chết cái gì? Chị nói em nghe. Dạ. Trời ơi, thấy như vậy á, nãy giờ chị nói giỡn thôi chứ mấy đứa nhỏ nó yêu đương dễ thương lắm. Chị nhớ lại cái tuổi học trò chị xưa, yêu đâu có được vậy. Dễ thương gì chị? Dễ thương. Trời ơi, sắp tốt nghiệp rồi, không lo học mà lo yêu đương. Chị nói em nghe nha. Người ta nói á, học mà không yêu là đánh rơi luôn cái tương lai đó em. Ủa, em đâu có rảnh đâu chị. Em bận học dữ lắm rồi ơi. Trời ơi, bà không rảnh. Bà bận học lắm mà suốt ngày bà đi moi tin tức của người ta, dễ sợ thiệt. Thôi bây giờ trễ rồi, em đi về nha. Ừ, tiếng hồi về chị Yến chửi nữa. Trời, đi về nha. Ừ, về đi. Trời, công nhận bao nhiêu chuyện nhỏ này mấy cái nết nó giống tôi nè. Được, mấy mốt mình có con nhỏ em này nhờ nó thi thu thập thông tin giùm mình đỡ phải tốn công tốn sức. Cái gì? Là thiệt đó. Trời ơi, không thể chấp nhận được. Ừ. Nhưng cô chấp nhận được. Hả? Hả? Cô thấy bây giờ nè, mấy đứa học sinh á, chuyện tình cảm của tớ nó gọi là gì? Tình cảm học trò đó. Đó là bình thường, không có gì hết trơn á. Cô ơi, bây giờ là cô lớn rồi, cũng có cháu luôn rồi. Cô lên chức bà rồi, cô phải thay đổi suy nghĩ một chút đi. Bây giờ yêu đương mà học là không bao giờ được. Sai lầm. Con thấy con Nhã Hoang với Mạnh Hùng không?
đó. Nhã Hoàng Mạnh Hùng người đó đó, tụi nó cũng quen nhau thời học sinh vậy. Nhã Hoàng nó đốc thúc Mạnh Hùng nè, lúc nào nó cũng động viên, cho nên Mạnh Hùng nó học giỏi hơn đó, không nhớ hả? Vậy là cô quên rồi. Cô quên cái chuyện mà Gia Phú theo đuổi Nhã Hân mà xém nữa mất cái học bổng. Trời ơi con ơi, học tài thi phận đâu có đổ thừa cho Nhã Hân nhà cô được. Nhưng mà cô, con nói là bây giờ yêu mà là học là hai cái đó không thể dính với nhau được, phải tách rời ra, đúng không? Đúng không? Nhưng mà tôi nghĩ là hai đứa nó chưa có yêu đâu. Cô thấy mấy đứa học sinh á, bây giờ là tụi nó giống như là tình cảm, cho tụi nó tình cảm chút xíu đi, cho nó vui vui chứ không có chuyện gì quá đáng đâu. Cô ơi, cô nói bây giờ cô vui nha, rồi sau này cô khóc. Sao khóc? Bây giờ là nó chưa có gì hết, mình ngăn chặn nó liền. Chứ để sau này khi mà nó phát sinh tình cảm rồi, nó mến tay mến chân rồi, nhiều khi nó ăn cơm chứ kẹn nữa đó. Ê, đừng có nói tào lao. Thằng Khang của cô nó không có vậy đâu, nó bản lĩnh lắm. Có vậy, mỗi đứa mỗi khác. Không đúng nha, cái này là con đồng ý cô Dân nha, mỗi đứa mỗi khác nè, anh nhớ không? Tôi cho ví dụ rất là rõ ràng luôn. Nhã Hoang và Nhã Hân. Đúng. Hai đứa hoàn toàn khác. Nhã Hoang là cưới xong rồi mới có bầu. Còn Nhã Hân á là có bầu trước khi cưới, anh nhớ không? Đúng anh rồi, ăn cơm chứ kẽn lại đó. Là ăn cơm chứ kẽn cũng là yêu nói nhau đó. Cầm ly nước tạt cho mặt cô luôn đi. Dạ, có cần mà nói cô. Mà nói cái chuyện đó mà nói trước mặt tôi không? Con trời ơi, biết rằng cái sự thật như vậy rồi, nhưng mà sự thật nó không, đừng có phủ phàng quá. Dạ xin lỗi cái chuyện nhớ. Nó qua rồi đừng nhắc lại nữa. Thì nói chung là tụi con cũng đang đưa ra ví dụ để cho cô thấy cái sự nghiêm trọng, cái hậu quả của cái chuyện đó, yêu trong lúc đang học đó. Con sợ cái con đường học hành của Tùng Khang nó không có đi lên đường, nó yêu nó sa sút rồi lỡ đó hả, nó bị đau buồn rồi khi mà bị từ chối nữa cô, là nó sẽ trội tinh thần không ổn định đâu. Cô rất là yên tâm ha, cho nên cô ủng hộ nó ha, phải để cho nó phát triển tự nhiên đi ha, đừng có ngăn cản cái tình cảm của nè, ngăn cản một cái đứa mà nó đang phát triển tình cảm, nó đang gọi là cái gì ta, nó đang phát triển tâm lý mà mình ngăn nó lại, đó là cái chuyện xấu, không được đâu. Trời ơi, nhưng mà bây giờ làm sao đây để cho tụi nó phải có khoảng cách với nhau chứ, mà để gần nhau như vậy con nghĩ thế nào, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ê, nè, đang gặp con nè, quên nữa, con học chung với lại anh Khang phải không? Dạ. Đó, cho cô hỏi coi cái tình cảm của anh Khang ở trên lớp nó quen với đứa nào, con nhỏ nó như thế nào? Đâu biết gì đâu. Thì ấp à, ấp uống, có vấn đề. Có không? Mới chớm nở rồi cô. Mới chớm là chặn liền, không có để nó nở, dập nó tàn liền cho tôi. Cái gì sao dập vậy? Chứ còn cái gì nữa bây giờ khai ra, chuyện đó là sao? Thì đó, ấp úng không? Sao đúng? Con nhỏ đó học giỏi không? Cô ơi, nếu mà học giỏi thì đâu có yêu. Mà nếu không yêu thì Tùng Khang sẽ buồn. Lúc mà nó buồn nó sẽ học hành sa sút, tinh thần nó không ổn định, là lúc đó nó sẽ bấn loạn. Nó sẽ hả không nghe lời ai hết. Trời ơi, không có cái chuyện đó đâu. Sao con? Dạ. Dạ sao? Thì vô lớp bạn nhìn bạn đó. Nhìn nè, đi học mà nhìn người ta nhìn như vậy rồi làm sao mà học được, quá đáng. Vô lý không lẽ mà suốt buổi học nó nhìn hoài, có giáo viên nó ta giám sát mà nhìn gì. Với hơn nữa vậy nè, khi mà nó đang đi học nó có một chút tình cảm, vậy gọi là cái đó giống như là để động viên cho nó học giỏi thêm vậy đó. Con nghĩ không bao giờ mà động viên nhau nổi đâu, cái này là cùng nhau đi xuống thì có. Cô với anh Tuấn làm gì cãi lộn hoài vậy, chừng nào mới xong? Chừng nào Tùng Khang bỏ nhỏ đó tập trung vô học là sao? Thì có quen nhỏ nào đâu bỏ. Hả? Hả? Ủa? Sao nãy anh Loan nó nói? Nó kể con vậy á. con bịa ra. Trời đất ơi. Trời ơi, thì ra bỏ bịa ra. Con bịa ra con kể cho chị Loan nghe trước thử coi tình hình sao, con mới dám qua kể cô. E dẹt chị Loan nè, qua kể cho cô trước. Mà sao? Mà tại sao con phải là như vậy? Thì tại vì Tùng Khang, con ghét Tùng Khang. Vô học mà cứ chọc con hoài à. Nghĩ sao á, mấy cái chuyện ở nhà này nè, cái chị Yến chửi con nhiều á, cái nó vô á, nó chọc con nhiều vậy đó. Rồi, cái này là tôi biết rồi. Gì? Trả thù cá nhân. Này là trả thù cá nhân, nhưng mà biết tại sao Tùng Khang nó chọc không? Sao? Tại nó thích nhỏ này. Thích gì khủng quá. Ok, coi kìa, chào cái mặt kìa. Trời cái mặt kìa. Khủng nghe nè. Trời ơi, cái mặt nó đỏ chét rồi kìa. Trời ơi, khùng quá mà bả sồn sồn mới lên vậy nè. Mới nói có một câu mà vậy đó. Bả ngồi yên không được luôn. Thì ra cũng thích người ta lắm đó. Ơi, con đâu thích đâu. Trời ơi, mặt đỏ kìa. Rất đỏ thiệt kìa cô. Ôi, đừng nói mấy chuyện này nữa trời. Trời nó nghe nè, bây giờ thích thì thích, không thích thì nói không thích. Chứ để thôi cô Dân với lại anh Thanh Tuấn nãy giờ cãi nhau về cái vấn đề này hoài đó. Chỉ vì lý do mà nó chọc con. Con đi, con về đây cái tự nhiên con bịa chuyện này, con nói thằng Khang vậy. Mà em với nhau làm gì không có được đâu á. Không
Em thà em nói thẳng với Khang là hả, tôi không thích vậy, đừng có chọc tôi nữa. Em bịa chuyện như vậy mà không đúng sự thật, em có phải ảnh hưởng tới danh tiếng của Khang không? Em biết sai rồi. Con xin lỗi cô, xin lỗi anh Tuấn. Gọi đây nữa. Gì? Trời, em kêu chị là giữ bí mật mà chị có giữ đâu. Không phải là chị không muốn giữ bí mật, nhưng mà tại vì á, là chị muốn tốt cho anh Tùng Khang, chị muốn nói với cô Dân, tại vì nó là cháu cô Dân. Nói để cô Dân hả còn giúp đỡ nó, hiểu không? Nó tốt lên. Nghe nè con, nói con nghe nè. Con nói ai thì giữ kín được, còn nhỏ này không bao giờ đâu. Nó là... sai lầm. Trời đất ơi, cái tổng đài của nó giữ lâu ghê nha ha. Trời ơi, cô kêu nó sang tổng đài cho người ta hoài mà cứ giữ tổng đài đó hoài. Đó. Đừng bao giờ 1080 nha. Con nói là nó loan truyền khắp lên luôn á. Đúng may là cô thương Khang. Cô á, cô tuy là cô lớn thì nhưng mà cô rất là hiện đại ha. Chứ gặp người khác nãy giờ là coi như tánh banh rồi. Đúng không? Rồi đó. Chứ là anh nghĩ em là em phải tìm Khang, em xin lỗi Khang một tiếng. Tại vì em đang làm tổn thương tới Khang. Trời ơi, làm gì tổn thương dữ. Tổn thương danh dự tính cô. Phải làm quá. Cô để không rồi. Để không. À. Còn nói tới Khang cái mặt nó kìa. Đó. Thích rồi. Thích đúng không? Thích đúng không? Nè, đúng không? Rút thích kinh nghiệm. Từ đây về sau là đừng có vậy nghe cho con. Mai là con bịa chuyện thằng Khang chứ con bịa chuyện người khác là có chuyện rồi đó, nghe không? Dạ, con đó. Biết rồi, em đi xin lỗi thằng Khang nha. Ơi, thích thằng Khang rồi. Trời, có khi nào không? Con thấy là cái nét này là giống thích lắm đó cô. Nó thích thiệt rồi, nó thích thằng Khang quánh cũng chết rồi. Ơi khổ tâm, tới cô khổ tâm rồi nè con. Sao cô? Hết Nhã Hoang, rồi tới Nhã Hân, rồi giờ tới cái cặp này nữa thì cũng là lòng vòng ở trong dân cư này không à. Người nghèo khói, người nghèo khói, người giàu sang.